Xin chào mọi người. Chân thành cảm ơn bạn Tâm Mai nha. Bạn hết tháng hội viên VIP rất YouTube rồi đăng ký lại ủng hộ app. Cảm ơn Tâm Mai rất nhiều. Cảm ơn bạn. Rồi rất YouTube chào đón bạn Châu Phước Trần. Bạn mới đăng ký tham gia hội viên rất YouTube ủng hộ app. Cảm ơn Châu Phước Trần rất nhiều. Cảm ơn Tâm Mai, cảm ơn Châu Phước Trần. Cảm ơn mọi người. Ma Hoàng Trấn Nhất Phàm tập 344. Đám người Thượng Quan Phi Vân thấy thế cũng dừng bước, đứng cách Trấn Phàm ngàn mét, xì cười. Ai nhà nhà, cố đại sư sao không chạy tiếp đi? Trấn Phàm nhếch miệng cười như đã bị buộc vào đường cùng mà phải vùng vẫy giải chết, trong mắt tràn đầy tử khí, nghiến răng hét lên. Hừ hừ, đã không thể tránh, không bằng quay lại liều một phen. Thượng Quan Phi Vân thử khinh thường, liều sao? Cố đại sư, ngươi hồ đồ rồi đó. Ngươi muốn liều với chúng ta dựa vào cái gì chứ? Ngươi có thực lực đó sao? Cho dù không có, lão tử cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Trác Phạm ôm càng chặt lấy cổ Tân Thông và trong ngực cười to. Huống hồ nếu trận chiến ngày hôm nay truyền đi, nói ta làm thịt được kiếm vương, vậy thật không uổng công sống trên đời này. Nhưng nếu bị giết chết thì có gì lạ lạ chứ? Cổ Nhất Phạm ta tuổi trẻ tài cao, tuổi còn trẻ đã trở thành luyện đan sư 11 phẩm, cũng được coi là con cưng của trời, chết chữ tay kiếm vương cũng tội. Ha ha. Thượng Quan Phi Vân quay đầu nhìn hai người Bách Kinh Vĩ, xì cười. Ai nhà nhà, tên họ Cổ này vẫn rất có chí khí, chết cũng không muốn giống bình thường, còn muốn lưu danh thiên cổ cơ đó. Bách Kinh Vĩ khẽ cười, thiếu niên đắc chí, tự nhiên là lòng mang khát vọng, không như người thường, không có gì lạ lạ. Cùng là chết, bị giết chết như cỏ rác, vô thành vô tức, so với chết có tôn nghiêm, được tất cả mọi người ghi khắc, chắc chắn ai cũng chọn vé sau rồi. Rồi hắn nhìn về phía đối diện, cất cao giọng nói. Cổ đại sư, ngươi cũng biết rõ ta, nặng hiểm. Ngươi là nhân tài khó được, chỉ cần ngươi giao ra trùng tinh kiếm, ta sẽ cho ngươi cơ hội cải tà quy chính, vì đế quốc mà tận lực. Bách Lý Kinh Vĩ nói mười phần thành khẩn, ánh mắt chân thành tha thiết, nhưng Trác Phàm lại cười rộ lên, lắc đầu thở dài. Bách Lý Thừa Tướng xác thực nặng hiểm, nhưng ta ở Trung Châu cả một năm lại chưa bao giờ biết được dưới trướng Thừa Tướng Đại Nhân có mưu sĩ nào trí tuệ hơn người. Trung Châu lớn như vậy, chẳng lẽ không có trí giả sao? Hay là Thừa Tướng Đại Nhân trí tuệ hơn người như trăng sáng dưới trời, che bớt hết tài hoa của họ? Không thể nào, Đại Nhân luôn nặng hiền, hắn thể dìm lấp nhân tài sao? Chỉ có thể nói là Đại Nhân cũng có lúc đố kỵ người tài, xem nhẹ nhân văn. Các Phạm còn chưa nói xong, Thượng Quan Phi Vân đã bật cười lên, sau đó vô tình hay cố ý liếc nhìn về phía Bách Kinh Vĩ. Cổ Nhất Phàm thật đúng là nhân tài, có thật là gia cát tái thế, thần tiên hạ phàm mà, như vậy mà cũng bị hắn đoán được. Đúng vậy à, Bách Kinh Vĩ xác thực ái tài, nhưng quan trọng là cái loại tài nào cơ. Tài năng chi sĩ khác hắn đều có thể mời chào về dưới trướng, nhưng là tuyệt sẽ không mai một. Chỉ có một loại, chính là giống như hắn, trị quốc chi tài, hắn hoàn phần chướng mắt, chỉ là vì sợ người khác thay thế địa vị của mình. Nói đại khái như ngọa long phượng sồ chi tranh, một núi không thể chứa hai hổ, tuyệt sẽ không để một loài giống mình nhích lại gần đến núi của mình. Nếu có Nhất Phàm chỉ là một luyện đan sư tài năng cao, Bách Kinh Vĩ có thể phát tác cái tâm quý tài mời chào về dưới về chữ trướng, nhưng đen đuổi là hắn cũng là người tài trí trị tâm mưu trí không dưới Bách Kinh Vĩ, làm sao hắn có thể chịu được chứ? Nếu kéo anh về đế quốc, vị trí thừa tướng của mình tràn ngập nguy hiểm mà. Cho nên hôm nay của Nhất Phàm phải chết, tuy không phải là bởi vì anh trộm trùng thiên kiếm, mà lỡ bởi vì anh chọn nhầm nghề. Có là sự thật đúng là sáng mắt thì Bách Kinh Vĩ run run thất tên rồi cười lạnh. Có là sự đã thông con mẹ nó tuệ như vậy, còn cố chấp không muốn quy thuận thì đừng trách tại sao nước biển lại mạnh, chỉ là chính người không muốn sống tiếp mà thôi. Nhưng người có nghĩ tới lệnh lang hay không? Chỉ cần cố đại sư giao ra trùng tiên kiếm, bản tướng cam đoan lệnh lang sẽ bình yên vô sự. Trác Phàm quay đầu nhìn Cổ Tâm Thông, thấy ánh mắt hắn đầy vẻ kiên định, liền thản nhiên cười nói: Bách Lý Thừa Tướng không cần đùa ta, còn ta thiên phú không dưới ta, cái hạn các ngươi cũng đã được chứng kiến. Quy củ trảo thảo trừ canh ta vẫn còn hiểu được, các ngươi sao có thể giết ta ngay trước mặt con ta mà yên tâm buông tha nó chứ? Hờ, bây giờ cha con chúng ta đồng sinh cộng tử, Bách Lý Thừa Tướng không cần thiết phải tốn nước bọt nữa đâu. Biết đời Trác Phàm cởi đai lưng xuống,
sau đó buộc lấy con Tâm Thông vào sát người mình. Trong mắt xuất hiện tử khí, trong mắt của Tâm Thông bóng đầy vẻ kiên định. Thay thế, Thượng Quan Phi Vân không khỏi động dung, hai cha con này thực sự là hai vị hán tử, hố phụ không sinh khuyến tử, tương lai tất thành đại khí. Đáng tiếc, hôm nay đều phải chết. Cố đại sư đã không biết thời thế như thế, vậy ta đành phải thành toàn cho ngươi. Không có quân nhân anh hùng tình hoài cái méo gì nữa. Bách Kinh Vĩ khoát tay nói, rồi nhìn sang Thượng Quan Phi Vân. Phi Vân kiếm vương tiến cha con họ một đoạn đường đi. Thượng Quan Phi Vân gật đầu, nâng lên hai ngón tay, sắc mặt lạnh lùng. Khi thế cường hãn cuồn cuộn phát tán tràn ra, toàn bộ thiên địa đều ầm vang nổ tung, giống như cộng minh rất có cảm giác trời đất sắp sụp đổ. Cảm nhận được uy lực cường đại, Trác Phàm ghé khẽ run lên, hai mắt nhìn chằm chằm ngón tay hắn, trên trán chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh. Trận chiến này anh sợ không mình không qua nổi trăm chiêu, nhưng anh không cầu thủ thắng, chỉ cầu có thể sống sót, bởi vì tất cả mọi thứ đều đang tiến hành theo tính toán của anh. Nhưng mỗi một bước đều vô cùng gian nan, chỉ cần bước sang một bước anh sẽ phải kiếp bất phục. Như trận chiến này anh nhất định phải nghĩ biện pháp trọng thương không chết mới cuối cùng sống được, dù sao thì một cái sắp chết mới khiến người ta buông lỏng phòng bị. Rung động năng lượng càng không ngừng phát ra từ ngón tay giữa kia, rung động chấn động đến thiên địa. Ánh mắt Thượng Quan Phi Vân trở nên băng lãnh, đồng thời đồng tử phải của Trác Phàm phát sáng rạng rỡ, trán càng mồ hôi như thác. Một kiếm này là do Thượng Quan Phi Vân xuất ra, quy lực cùng tốc độ đều rất kinh ngược. Một kiếm này là do Thượng Quan Phi Vân xuất ra, quy lực cùng tốc độ đều rất kinh người. Cho dù là anh dùng không minh thành đồng thay hình đổi vị, chỉ sợ vẫn khó mà tránh khỏi. Khả năng duy nhất là trong tích tắc hắn xuất kiếm mà lập tức chuyển đổi không gian mới thể tránh được. Nếu chỉ trễ một phần tỷ của giây, tất nhiên mất mạng. Nếu sớm người ta cảm nhận được rung động không gian, một kiếm kia lập tức sẽ thay đổi phương hướng, người vẫn phải mất mạng. Cho nên thời khắc sống còn này, ngay một tia sát na kia, nếu không nắm chắc, trò chơi sẽ kết thúc. Đối mặt với tình cảnh này, áp lực mà Trác Phàm phải gánh chịu là rất lớn. Dù sao thì đây là lần đầu tiên anh một mình đối mặt với cựu chính vương, ta thủ đứng ở đỉnh phong phàm giai. Rốt cục Thượng Quan Phi Vân vùng tay quét tới Trác Phàm, kiếm mang chớp mắt đã tới. Ngay khi đó Trác Phàm cũng phát động không minh thành đồng, không gian chuyển đổi. Kết quả là ngay khi kiếm mang cường hãn tới sát người, gần như đồng thời lúc đó Trác Phàm lóe lên hoàn toàn biến mất, mà kiếm mang kia thì xuyên qua hư không, bắn về phía đại địa phía sau anh, thổi tan ở một vùng đất lớn. Cái gì? Vậy mà tránh thoát được sao? Làm sao có thể chứ? Thượng Quan Phi Vân quá sợ hãi quát lên. Nhưng hắn chưa hiểu vừa xảy ra chuyện gì thì không gian lại đột nhiên thêm một lần nữa rung động, còn là ngay trước mặt hắn. Nói cách khác, Trác Phàm thấy hình đối vị không phải là chạy trốn, mà chính là tấn công, chủ động tấn công cùng kinh vương. Điều này làm cho ba người kinh hãi, tiểu tử này lấy đâu ra can đảm như vậy chứ? Ngũ giác lục thức cường đại lập tức cảm nhận được tổng lĩnh bên người. Tôi không biết Trác Phàm nghĩ thế nào, cũng kinh ngạc, hắn tài cao gan lớn. Thượng Quan Phi Vân lần nữa vận chuyển nguyên lực, tụ hai ngón tay ngưng tụ kiếm khí. Lúc này Trác Phàm còn chưa hoàn toàn hiện thân. Chờ khi anh hiện xuất hiện cách không xa, Thượng Quan Phi Vân đạo kiếm khí thứ hai trong tay Thượng Quan Phi Vân đã ngưng tụ thành công. Nhìn Trác Phàm đột nhiên xuất hiện, hắn cười lạnh, thật lớn mặt đó, may mắn trốn được một lần, thế mà còn dám chủ động tấn công trước, xem ra ngươi thực không muốn sống. Méo thèm cho anh nói xong, Trác Phàm vừa xuất hiện, đồng tử phải liền thoáng hiện hai vầng sáng màu vàng, mắt trái nổ tung lôi viêm phá không. Như tử thần ném ra đinh ba, lôi viêm mãnh liệt hóa thành một đạo viêm trụ màu đen, bất ngờ đâm thẳng về phía vai của hắn. Nhìn lôi viêm khủng bố lại lần nữa xuất hiện, Thượng Quan Phi Vân giật mình, bị dọa đến hồn vía lên mây, vội vàng tụ lên nguyên lực toàn thân, hình thành nguyên lực hộ trảo. Hắn không muốn thứ khủng bố này dính vào bất cứ chỗ nào trên thân thể. Đồng thời kiếm thứ hai đã tới gần Trác Phàm trong ngang tấc. Lần này khoảng cách gần như thế, cho dù Trác Phàm có nắm được thời cơ di động cũng kịp thoát, mà để đánh trúng, kết cục Trác Phàm tất nhiên là thành hồn câu diệt. Uy áp mạnh mẽ bay thẳng vào mặt, hai gò má Trác Phàm kịch liệt đau đớn, đầu đổ mồ hôi lạnh, mặt ngưng trọng. Thế nhưng ngay lúc này, chuyện khiến tất cả mọi người không ngờ tới, ngoài trừ Trác Phàm ra thì bất ngờ phát sinh. Một chuyện đã khiến cho Thượng Quan Phi Vân cao cao tại thượng, không thể ngờ tới Trác Phàm hai cha con đã bị dọa đến sợ chết khiếp, không còn dám khinh thường người tuổi trẻ trước mặt này nữa. Đồng thời, một cảm giác uy hiếp bao trùm lấy toàn bộ trái tim kiếm vương. Một tiếng vang trầm đục phát ra,
hoàn toàn khác biệt với những đôi viên lúc trước. Khi đó chúng chỉ bám vào nguyên lực hộ trảo rồi cơ địch thiêu đốt. Lần này lôi viêm lại như cương châm đâm xuyên bầu trời, xuyên qua được nguyên hộ thân của hắn. Thường Vân Vân kinh hãi co rút mắt lại, một trái tim suýt chút nữa bị dọa đến nhảy mạnh ra ngoài. Hắn không thể ngờ được lôi viêm khủng bố lần này lại cường hãn đến thế, để lại đánh xuyên qua phòng của hắn. Hắn không biết là lôi viêm xuất hiện khi Thường Vân Vân tự bảo chính là thuộc tính cường đại của bản thân lôi viêm mà thôi, giống như một người có sức nhưng lại không có kỹ thuật vậy, không tính là thần thông. Còn lôi viêm phá không là tuyệt kỹ các phàm dùng diệt thế lôi viêm cùng không minh thần đồng phối hợp sử dụng. Phá không có thể hết thảy kết giới trong thiên hạ, lực đâm xuyên tất nhiên vô cùng kinh người, đã đem thuộc tính đáng sợ lôi viêm quy lực càng thêm khủng khiếp. Đừng nói là vòng phòng hộ nguyên lực của hắn xem như kết giới cấp 12 mà đêm đó đã nhốt lại một đám cao thủ thuộc quan gia, phá không cũng xuyên thủng được. Thường Quan Vân run rẩy trong ánh mắt hoảng sợ chiếu ra, thấy đám độc xà màu đen sắp bò đến trên thân hắn, hắn lập tức quay người thoát đi. Mà một kiếm sắc chém về phía Trác Phàm cũng bởi vì vậy mà chuyển hướng sang nơi khác, thành ra cả một vùng đất rộng trăm dặm bị khoanh thành một vùng phế tích, khói bụi tràn ngập không gian. Lôi viêm màu đen diệt thế hắc trụ chia sẻ qua đầu vai Thượng Vân Vân, rồi cũng bắn thẳng về phía chân trời xa xôi. Thượng Vân Vân cảm thụ loại năng lượng đáng sợ từ lôi viêm lóe qua bên người mà mồ hôi lạnh đổ ra liên tục, hoảng sợ mất trái tim như muốn ngưng đập. Thế nhưng hắn còn chưa kịp thở dài một hơi thì lại nghe được tiếng thiêu đốt kịch liệt. Hắn sợ hãi cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn lại, cả người lại bị dọa cho dựng đứng lên. Thì ra chẳng biết từ lúc nào áo quần hắn đã bị hắc viêm khủng bố dính vào, chúng đã không ngừng thiêu đốt sắp đổ tới trên thân thể của hắn. Không dám có chút chủ quan nào, Thượng Vân Vân vội vàng chấn động nguyên lực cường hãn chấn vỡ toàn bộ trên thân của hắn, hắc viêm cũng theo đó mà bay điểm. Lại đúng lúc này một tiếng sấm gió lần nữa vang lên, ngay sau đó Trác Phàm lại xuất hiện ngay trước mặt hắn, mắt trái cuồn cuộn nổ tung lôi viêm màu đen, đồng tử phải chiếu sáng rạng rỡ hai phần sáng màu vàng, muốn lập lại chiêu cũ cho hắn thêm một phen phát lôi viêm phá không. Đã một lần bị rắn cắn 10 năm sợi dây thần, Thượng Vân Vân há có thể trúng chiêu lần nữa sao? Cứ như là nhìn thấy quỷ, mà cho dù nhìn thấy quỷ Thượng Vân Vân cũng không kinh hãi như thế. Khi thấy Trác Phàm xuất hiện lần nữa, hắn không chút nghĩ ngợi mà lui lại, bay vọt ra phía sau hơn vài mét mới dừng lại. Đợi đến khi tới khu vực an toàn, sau khi thở vào một hơi, cảm thấy không khác gì đánh một trận với bất bại kiếm tôn, khí lực toàn thân như thoát đi hết, hắn thở phì phò, hai chân có chút mềm mềm không vững nổi, còn đã không ngừng run rẩy, mà lại có thể thấy rất rõ thân dưới vì Thượng Quan Kiếm Vương này còn hơi ẩm ướt, dưới ánh mặt trời rạng rỡ thật là dễ thấy có điên mất. Từ xa hai người bắt được Kinh Vĩ cùng Đan Trang Sinh quan sát toàn bộ cuộc chiến đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, đồng thời cũng kinh hãi không thôi. Xin người đó, Phi Vân Kiếm Vương à, ngài là cửu kiếm vương đó, thì đối phó với tu giả thành kiếp cảnh làm sao lại chật vật không chịu nổi như thế chứ? Ngươi còn ướt đáy quần nữa. Nhưng người nhìn ngươi xem, sao bây giờ là bộ dáng gì? Quần áo trên thân đã vỡ vụn, hạ thân ẩm ướt là thế quái nào? Thế mà lại bị luyện đan sư thành kiếp cảnh một chiêu làm cho hoảng sợ vãi cả đái ra. Còn cái thể thống gì chứ? Bắt được Kinh Vĩ phổ mạnh vào trán, xăm đầu mãnh liệt run run, tất giờ đến nghĩ ra nghĩa lời, thật sự muốn chửi ầm lên, nhưng nghĩ lại nhớ tới sự đáng sợ của lôi viêm mới có vẻ hiểu ra đôi điều, chỉ đành thở dài một hơi. Bắt được Kinh Vĩ nhìn Trác Phàm từ nơi xa cũng đang kịch liệt thở dốc, lẩm bẩm nói, xem ra có giúp Phàm nói muốn đánh với kiếm vương một trận không phải là chỉ tranh đua miệng lưỡi à? Đúng vậy à, tiểu tử này thật là đáng sợ. Đan Trang Sinh liền gật đầu nói, trong mắt mang vẻ kinh hãi. Quy lực của hắc viêm này thật có khả năng tuyệt sát kiếm vương. Nếu thực lực tiểu tử này cao thêm một chút nữa để đánh bất ngờ kia, nó không chừng. Rắc! Đan Trang Sinh còn chưa nói xong, tiếng răng rắc từ bàn tay đã nắm chặt rõ ràng truyền vào trong tay hắn. Đan Trang Sinh quay đầu nhìn lại, thấy Bát Đại Kinh Vĩ đang nhìn chằm chằm Trác Phàm, trong mắt đều là kiên kỵ cùng ngưng trọng. Làm sao có thể chứ? Sao có thể là thực lực của hắn tăng lên, nên lúc trước giết tiểu tử này chính là vì vị trí của hắn tướng, vậy bây giờ chính là vì an nguy của toàn bộ đế quốc. Trên đời này chỉ có thể một bất bại kiếm tôn, không cho phép xuất hiện tồn tại bất bại kiếm tôn thứ hai đáng sợ như thế. Trong mắt Đan Trang Sinh lấy lại tinh mang, cũng đồng tình gật đầu. Đúng vậy à, thực lực tiểu tử này tiến triển thực sự quá nhanh, hắc viêm vậy mà có thể uy hiếp được tính mạng kiếm vương. Phải biết bây giờ anh chính là thần chiếu cảnh, vậy sau này không thể nói được liệu có phải trở thành một vị bất bại kiếm tôn thứ hai không? À không,
Không đúng, hắn sẽ còn là một kẻ kinh khủng hơn cả Bất Bại Kiếm Tôn. Nếu như thế, đại khái hôm nay cho dù kêu Bách Lý Kinh Vĩ vứt mẹ cái kinh vĩ trùng thiên kiếm đi, hắn cũng chịu, chỉ cần hủy diệt tiểu tử này là được. Mà ở nơi xa, Thần Hợp Phi Vân nhìn lại bộ dáng bản thân mình đang vô cùng mất mặt, chán nản một nỗi giật đùng đùng, nhìn chằm chằm Trác Phàm, trong mắt trần trùi tản ra sát ý. Sỉ nhục, vô cùng nhục nhã, tiểu tử này tuyệt đối không thể lưu lại. Thần Hợp Phi Vân nhận lần hạ ngón tay, chuẩn bị lần thứ ba phát động kiếm chiêu, mà là đần đầy ánh mắt hắn nhìn Trác Phàm đã không còn bất kỳ sự qua loa nào, mà chính là hết sức chăm chú, giống như đang chiến đấu với cao thủ ngang cơ mình. Ngũ giác lục thức phát huy đến cực hạn, mọi thứ trong phạm vi ngàn mét để được nắm rõ trong lòng bàn tay. Thấy như thế, Trác Phàm mới hít thở dài. Quả nhiên, đối mặt với cựu kiếm vương, mình vẫn còn quá kém. Nếu là quy nguyên cảnh, anh chắc chắn có thể đánh bất ngờ, dạo sát. Đáng tiếc, đây là cựu kiếm vương, mình một chiêu chưa thành thì đã không còn cơ hội nữa. Thế nhưng là tất cả mọi thứ vẫn nằm trong dự liệu của anh, cho nên anh không chán nản, đã đặt chân xuống, lần nữa bay đi xa, muốn chạy trốn. Hai người Bách Kinh Vĩ cùng Đan Trân Sinh lại không muốn đuổi theo, bởi vì bọn họ đều biết lúc này Trác Phàm là con mồi của Thần Hợp Phi Vân. Con mồi này lại vừa sỉ nhục vị kiếm vương này, sao hắn có thể thả con mồi chạy hay nhường con mồi cho người khác được chứ? Tuy cách xa 10.000 mét, Thần Hợp Phi Vân lại không chút lo lắng, còn có thì giờ để cười lạnh. Bây giờ mới người tới việc chạy sao, muộn rồi. Ngay sau đó, hai cánh tay khép lại, phía trên tản ra chấn động cuồn cuộn, vẫn là tiên địa rung động, phá phát như muốn long trời lở đất. Một chiến này dù Trác Phàm cách xa hắn, nhưng chỉ cần ánh mắt hắn chiếu tới vẫn có thể giảo sát thành cành bã. Đó chính là sự đáng sợ của kinh cảnh, thực lực của cựu kiếm vương. Tuy Trác Phàm có thể bằng Lôi Viêm mà miễn cưỡng chấn nhiếp, nhưng thực lực chân thật vẫn còn kém hắn quá xa. Điểm này tất cả mọi người đều rõ ràng. Thần Hợp Phi Vân sau khi bình tĩnh lại thì càng hiểu hơn, cười lạnh. Cổ Nhất Phàm không thể không nói, ngươi đúng là kỳ tài, vô luận là thực lực hay luyện đan thuật đều hiếm có trên đời, còn mang dị hỏa khiến lão phu sợ hãi. Có lẽ trong tương lai không lâu, ngươi thực sự có thực lực giết lão phu thành bá chủ thiên hạ. Đáng tiếc ngươi bại lộ quá sớm, lão phu sao không để cho ngươi trưởng thành được đến lúc đó. Mà hắc viêm của ngươi nếu không thể tới gần lão phu thì cũng vô dụng thôi. Ngươi đã không còn sinh lộ của Nhất Phàm. Để cuối cùng, Thần Hợp Phi Vân hét lớn, hất lên kiếm chỉ, trùng thiên kiếm kình không gì địch nổi, tập kích hai người Trác Phàm mà đi, chớp mắt đã tới gần. Ầm! Chỉ không tới 1% giây, đã kiếm mang kia lại đến phía sau bọn họ. Trác Phàm sợ hãi cả kinh, vội vàng quay đầu, đồng thủ phải thoáng hiện 5 vần sáng màu vàng, mắt trái độ tung Lôi Viêm màu đen cũng hét lớn, không minh thần đồng, Lôi Viêm bình chướng ngũ trọng thiên. Ào! Năm đạo bình chứng Lôi Viêm dần dần xuất hiện trước mặt Trác Phàm. Oanh! Chỉ là trong chớp mắt, năm lớp bình phong vỡ vụn hóa thành từng tia lửa màu đen tràn ngập dưới trời, cuối cùng tiêu tán. Trác Phàm phun máu, bởi vì lực phản chấn quá mạnh, hai mắt cũng đổ ra máu, mà đạo kiếm khí kia vẫn cực nhanh phóng tới Trác Phàm. Thấy thế, Thượng Quân Phi Vân liền ngửa mặt trên trời cười to. Ha ha, của Trác Phàm, mặc dù có dị hỏa tương trợ, nhưng mà thật là có ngươi muốn nhưng hắn còn chưa gáy đẻo xong, một cánh tường khác được khiến hắn há mồm khó tin lẩm bẩm nói, cái này sao có thể, kiếm khí của ta lại từ âm thanh thiêu đốt vang vọng trong thiên địa, rõ ràng lại chói tai. Tuy kiếm khí mạnh mẽ của Thượng Quan Phi Vân cảnh giới mắt đã phá vỡ năm đạo bình phong Lôi Viêm khí của Trác Phàm, nhưng những kiếm khí kia cũng bị Lôi Viêm thiêu đốt xé rách. Cho đến khi đạo Lôi Viêm kia cháy sạch sẽ, đạo kiếm khí kia cũng bị thiêu cháy 1/4 lực lượng. Tuy khí thế vẫn rất mạnh mẽ, nhưng so với trước đây là yếu ớt hơn không ít, lực lượng bị giảm xuống rất nhiều. Nếu đạo kiếm khí lúc nãy là do Thượng Phi Vân bắn ra, thì lực lượng của kiếm này nhiều lắm cũng chỉ như một kiếm của cao thủ quy nguyên cảnh đỉnh phong mà thôi. Phải biết, tuy đều là quy nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng là có chênh lệch rất lớn, không thể tính theo lẽ thường. Trung châu đất rộng của nhiều, nhưng tại Đông đảo cao thủ quy nguyên cảnh đỉnh phong cũng có không ít, nhưng chỉ có cựu kiếm vương mới thể xưng bá, bởi vì đều là kém mạnh giống như nhau. Cựu kiếm vương càng mạnh hơn đến mức không thể tưởng tượng nổi, người bình thường không thể đụng tới. Lúc trước ở Phi Vân Vương phủ chỉ là một kiếm tiện tay có Thượng Quan Phi Vân đã thể chấn thương rồi đánh chết hơn 30 cao thủ là hộ vệ quy nguyên cảnh cố chính mình. Một kiếm của Đan Thanh Sinh vừa ra đã khiến đông đảo cường giả từ quan gia khó mà ngăn cản. Dưới là thực lực mang tính áp đảo này,
cũng chỉ cựu kim vương mới có thể có. Nếu là cao thủ quy nguyên cảnh đỉnh phong thông thường, nếu có thể trong một lúc đối phó với năm cao thủ quy nguyên cảnh hậu kỳ thì đã là rất không tệ. Có thể thấy được, tuy có phạm giai áp chế khiến cho rất nhiều cao thủ đều dừng lại ở quy nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng cựu kim vương lại rất khác biệt với những người khác. Có thể tưởng tượng, nếu còn có cái thế giới phạm giai này áp chế, chính người này đã sớm có thể hiểu rõ thánh cảnh, thực lực cũng dưới những cao thủ thánh vật kia, thậm chí còn mạnh hơn, trở thành quái vật trong mắt những tu giả thánh vật kia, cũng khó nói. Dù sao thì, những này cũng coi là truyền nhân của kiếm đế, há là giống người thường sao? Bất quá, dưới một chiêu cố tình là đỉnh phong trong thiên địa, thiên chi kiêu tử, như thế, bình chướng kia của Trác Phàm chỉ là bị suy yếu không ít, đoán chừng chỉ bị suy yếu đi phân nửa mà thôi. Điều này làm cho tất cả mọi người ở đây không khỏi sợ hãi, ngưng trọng trong mắt càng sâu hơn, đồng thời cũng càng thêm kiêng kỵ với Trác Phàm. Tuy nói hiện tại Trác Phàm là bên bị đánh, nhưng không có người nào dám khinh thường anh. Nhìn chằm chằm vào kiếm khí đang bay ra không trung kia, mi mắt Thượng Ngân Vân Vân càng thêm rung động một cách mãnh liệt. Hắn thì thào lên tiếng: "Hắc viêm này đã thể đốt cháy được kiếm khí lão phu, hơn nữa còn đốt rất nhanh, quả thật là rất nghịch thiên. Tại sao trong thiên hạ lại có đồ vật dạng này chứ?" Hai người còn lại nghe thấy thế cũng khẽ gật đầu thở dài. Không sai, bọn họ kiêng kỵ Trác Phàm, nhưng cũng không phải là kiêng kỵ thực lực của anh, mà là kiêng kỵ diệt thế lôi viêm kia. Bởi vì thủ tính của lôi viêm này quá mức bá đạo, quả thật để người sống không dám tới gần. Ngay cả vũ khí của tu giả để thôi đốt cháy, cái này được sao chứ? Từ trước đến giờ bọn họ chưa từng thấy qua như thế. Nếu nói như thế thì chỉ cần có đủ nhiều lôi viêm này để thể bao vây các tu giả rồi thiêu đến chết, bởi vì không thể sử dụng nguyên lực hộ thể, lại không thể dùng vũ khí mở đường, không thể dùng tới linh binh ba bảo, chúng nó sẽ bị thiêu đốt tới không còn một mảnh. Tóm lại, một khi tiếp xúc với lôi viêm này, sự điện sẽ bị đốt tới không còn manh giác. Căn bản chính là một trận địa ngục chi hỏa để người vĩnh viễn không thể tránh được. Nếu chuyện này bị các tu sĩ khác biết được, đoán chừng Trác Phàm sẽ trở thành công địch của toàn bộ đại lục. Nắm giữ lôi viêm này giống như là nắm giữ vũ khí hạt nhân vô cùng nguy hiểm. Người tới đây, mi mắt ba người run lên một cái, sau đó nhìn về phía Trác Phàm, trong lòng để có suy nghĩ riêng. Mà giờ khắc này, một chiêu của Trác Phàm bị phá, hai mắt anh cũng đổ máu, nhưng anh lại không hoảng hốt, ngược lại còn nở một nụ cười quá dị. Bởi vì trong một tích tắc kia, anh đã cắt giảm không ít lực lượng của kiếm khí, nhưng mà có thể chứng minh anh có thể đối phó với một chiêu này. Thế là Trác Phàm không nói hai lời, lần nữa giữ vững tinh thần, không quan tâm tới trong mắt vừa bị công kích của mình, đồng tướng bên phải lại phát ra đạo vầng sáng màu vàng, lấy thêm một đạo lôi viêm phá không đánh ra, đánh về hướng trọng tiêu kiếm khí. Viu âm, một tiếng va thật lớn truyền ra, lôi viêm cùng kiếm khí hung hăng đập vào nhau, kiếm khí kia lại vẫn xuyên qua lôi viêm như cũ, không chậm trễ mà lao về phía Trác Phàm. Nhưng Trác Phàm lại lần nữa bị khối lực lượng kia chấn tới mức đầu đau muốn đứt ra, hơi ngửa đầu anh nhịn không được phun ra một máu tươi, sắc mặt càng trở nên trắng bệch, máu tươi trong hai con người cũng ngăn không được mà trào ra ngoài. Thế mà anh lại không thể để ý tới cô đến đau đớn, đó chính là đến nụ cười càng thêm tà dị. Bởi vì trong tích tắc kia, tuy Trác Phàm bị thua một bậc, nhưng thuộc tính của lôi viêm lại tuyệt đối là vô địch. Phối hợp với phá không thần huy, chỉ trong nháy mắt lôi viêm đã thẳng tắp đánh thẳng vào trung tâm của kiếm khí kia. Chỉ một thoáng, dưới sự thiêu đốt khủng bố của lôi viêm, kiếm khí vốn cường hãn không gì sánh được kia đã bị lắc rầu rung chuyển, trở nên suy yếu. Lại chờ đến khi lôi viêm đốt xong, đạo kiếm khí vốn đánh đầu thắng đó đã bị suy yếu đến mức chỉ giống như uy lực của một tu giả vừa đạt tới quy nguyên cảnh mà thôi. Thấy cảnh này, mọi người thuộc Vân Vân đã trợn tròn hai mắt. Chẳng qua chỉ mới hai lần mà thôi, đã đem đường đường là uy lực của một kiếm của kiếm vương suy yếu đến như vậy. Nếu không phải vừa mới rồi đối phương bị nguyên lực thương tổn, thì một kiếm này của hắn đã bị phế rồi. Nếu hiện tại đối phương là quy nguyên cảnh, liền hoàn toàn có thể dễ dàng đón lấy một chiêu này, vậy Thượng Vân Vân hắn còn mặt mũi sao? Nhưng mà có Trác Phàm chỉ là thành nhiếp cảnh, cho dù có thể làm cho kiếm uy suy yếu đến như thế cũng sẽ không làm đến được gì. Nếu không mà nói quá tam ba bệnh, hắn đường đường là phi vân kiếm vương, thế mà một kiếm không giết được người, hai kiếm cũng không được, nếu kiếm thứ ba cũng không thể giết, vậy hắn liền dứt khoát đi chết còn hơn. Tuy chỉ là đối phó với một tên sâu kiến thành giúp cảnh, nhưng hắn vẫn cần tôn nghiêm của kiếm vương. Nhưng rất hiển nhiên, Trác Phàm có muốn lấy tính mạng của mình ra tác thành cho cái tôn nghiêm của kiếm vương. Khóe miệng vẽ lên một đường cong, cảm nhận được kiếm khí kia đã suy yếu hơn phần nữa, Trác Phàm đã nụ cười tự tin. Ngay sau đó, tầng thứ tư không minh thần đồng bộc phát ra,
không gian chấn động, lôi viêm lĩnh lực quá